Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyền 10 chương 6 dù gặp lại cũng chẳng nhận ra, hồi 1. Sau khi ngũ định viễn rời đi, Lưu Vân tập trung vào việc chấn chỉnh lại bộ máy của Châu. Hắn có cổ thiến hề giúp đỡ quản lý công việc trong ngoài, mọi thứ đều trở nên dễ dàng làm chủ. Liên tiếp mấy tháng, đều điều tra xử án, giải quyết kiện của dân. Chúng bá tánh thấy hắn liên minh công chính, chưa từng có hành vi nhận hối lộ làm việc xấu, trong lòng tự nhiên kính phục. Lúc rảnh rỗi, Lưu Vân lại sai người đắp đập, làm thủy lợi ở bờ Lâu Giang, khiến bá tánh biết ơn, ca tụng. Thu qua đông tới, chớp mắt đã là tháng 12 âm lịch, một tháng rưỡi qua, cố ra mấy lần đưa thư tới, đều dò hỏi tình hình của cổ thiến hề gần đây. Cổ thiến hề sợ cha mẹ tức giận nên không dám hồi âm. Ngược lại Lưu Vân soạn một phong thư hướng cổ tự nguyên tạ lỗi nhiều lần. Sợ nhạc phụ tương lai không thể tha thứ cho ái nữ rời nhà trốn đi. Đến lúc muốn ngỏ lời cầu hôn, hắn sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Nhị nương cũng sẽ tìm mọi cách quấy rầy. Bây giờ đã là ngày mồng một tháng chạp, theo thông lệ trong chiều, Lưu Vân sẽ trở về kinh để báo cáo chi tiết công việc của mình vào thời điểm trăm quan nghênh xuân đón năm mới, các việc chính sự của triều đình đều được tâu lên hoàng đế. Gia đình dọn dẹp đồ đạc ấn tín, ước chừng hồi hai chiếc xe lớn, cùng chí một đường tiễn ra đến ngoài thành. Trước khi rời đi, Lưu Vân đã dặn dò tỉ mỉ công việc, nhiều lần yêu cầu cùng chí lo liệu, lúc này mới yên tâm khởi hành. Lúc đi mới là tháng 9, mà hành trình trở về đã là tháng chạp, thời tiết sớm đã rét lạnh dị thường, thỉnh thoảng lại có tuyết rơi dày như lông mỗng. Càng đi về phía bắc, thời tiết càng lạnh, đoàn người nhìn ra ngoài xe, thấy đồi núi đều bị phủ một màu trắng xóa. Chỉ là trời đất tuy lạnh, nhưng trong xe lại là ấm áp như xuân, tăng thêm rất nhiều hơi ấm. Sau khi đi hơn 10 ngày, đã vào tỉnh Hà Bắc, Lưu Vân hồi tưởng lại mấy tháng sinh hoạt ở Trường Châu, phảng phất như đó là nhân gian thiên đường, hắn cả đời lang bạt kỳ hồ, chúng tuyển trạng nguyên, khổ tận cam lai, cảm giác tất nhiên tốt đẹp gấp bội hắn nhìn người yêu, hỏi, thiến hề, lần sau ta quay lại Trường Châu, nàng còn đồng hành cùng ta không? Cổ thiến hề mỉm cười nói, chàng muốn cha đuổi ta ra khỏi cửa sao? Lư Vân cười nói, nàng là một nữ nhi thông minh tốt bụng như vậy, cố bá bá sao có thể bỏ được mà đuổi nàng đi? Cổ thiến hề thở dài, thiếp lần này rời nhà trốn đi, cha nhất định sẽ tức giận, hy vọng đừng đánh chết thiếp là tốt rồi nàng đã lâu không gặp song thân phụ mẫu tất nhiên là trong lòng nhung nhớ nhưng nghĩ tới khi gặp mặt không tránh được sẽ bị mắng một trận lại có chút lo lắng lưu vân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cổ thiến hề nhẹ nhàng nói đừng sợ nếu nàng bị đánh ta nhất định sẽ chịu cùng nàng cổ thiến hề cười nói đây là chàng nói đừng có nốt lời lưu vân vẻ mặt nghiêm túc nói lần này hồi kinh ta sẽ ngỏ lời cầu hôn nàng với cô ba bá. Chỉ cần lão nhân gia cho phép, lần sau nàng tới Trường Châu, đó là thê tử của Lưu Vân ta. Cổ thiến hề nghe hắn nói trực tiếp như vậy, nhất thời vừa thẹn thùng vừa mừng vui, mắng nhẹ, chàng thật không biết xấu hổ, sao ta phải gả cho chàng. Lưu Vân cười nói, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nàng không thể chối từ. Cố thiền hề cọ cọ má hắn, vừa định đùa giỡn, bỗng nhiên xe lớn sóc nảy rồi dừng lại. Lưu Vân và Cổ Thiến Hề nhìn nhau, đều hơi sừng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lưu Vân sốc màn xe lên, hỏi, sao lại thế này? Người đánh xe chỉ phía xa, cuống quýt đáp, đằng trước có người chặn đường, không biết là đang làm gì. Lúc này đang ở tỉnh Hà Bắc, cách Kinh Thành không xa, từ trước đến nay ít có thổ phỉ lui tới. Lưu Vân không biết người đến là ai nên muốn xuống xe kiểm tra, Cổ thiến hề và tiểu hồng sắc mặt tái nhợt, kéo ống tay Lưu Vân lại, không muốn hắn xuống xe, kẻo gặp nguy hiểm. Lưu Vân phất phất tay, ý bảo bọn họ đừng sợ hãi. Đúng lúc này, phía trước có một âm thanh truyền đến, chỉ thấy một người hô to, triều đình có lệnh, người tới dừng bước, xuống xe kiểm tra. Lưu Vân nghe người nói là mệnh quan triều đình, thoáng chốc yên tâm, hắn thăm dò ngoài xe, thấy hàng trăm binh lính đứng ở cuối đường, khắp nơi hàng rào đạo thương đã thiết lập xuống trạm kiểm soát trùng trùng điệp điệp. Lưu Vân thấy bọn họ mặt mang sát khí, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì, liền nói với chủ tớ cố Thiến Hề: Ta đi xuống xem trước, các nàng đừng ra ngoài. Lưu Vân mới vừa xuống xe, vài tên quân sĩ liền tiến đến. Đối với Sa Phu Quát, đồ khốn nhà ngươi còn không biết xuống xe à? Phu Sa thấy khẩu khí dữ tợn, thì kinh hãi, liền vội vàng nhảy xuống xe lưu vân thấy những người này hành xử không tốt thập phần nhiễu dân nhất thời cảm thấy tức giận tiến lên quát các ngươi là thị vệ bên nào gây phiền toái cho dân chúng một tên quân sĩ cười lạnh nói sự tình quân sự của lão gia người cũng dám quản mau kêu toàn bộ người trên xe xuống dưới lão tử muốn tra xét nam nữ già trẻ tất cả đều phải kiểm tra lưu vân nghe hắn khẩu khí thật sự quá căm ghét nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói, dựa vào cái gì? Quân sĩ kia thấy hắn thái độ cao ngạo, đầu tiên là sừng sốt, sau đó lại giận dữ nói, dựa vào cái gì à? Chỉ bằng đao trên tay lão tử. Vừa nói vừa lao tới, muốn vung một đấm vào mặt Lư Vân. Lư Vân chân xuống một quét, tay lên một vặn, đã ném người kia ngã xuống đất. Hắn đạp lên lưng người kia quát, lớn mật cuồng đồ, bản quan là Trường Châu Chi Châu Lưu Vân, phụng mệnh hồi kinh báo cáo công việc. Các người không được hành xử vô lễ. Hắn lớn tiếng, quan chức ở đây là ai? Mau nói đi. Lưu Vân đang tức giận, một quan quân vội vàng đi tới, chắp tay nói, thì ra là xe của Chi Châu Đại Nhân, ti chức thật là đắc tội. Lưu Vân xuất thân tiến sĩ, thất phẩm mũ miệng, so với Chi Huyện, còn lớn một phẩm cấp, quan quân kia tự nhiên không dám đắc tội, Lưu Vân nghe hắn ngôn ngữ hành lễ, lập tức nguôi giận, trầm giọng nói, rốt cuộc có chuyện lớn gì, lại lập trạm kiểm soát điều tra. Đứng đầu một huyện quan bát phẩm. Quan Chi Châu là quan đứng đầu một châu, có quyền cao nhất cả về quân sự lẫn dân sự trong địa hạt, cấp phẩm từ thất đến tử phẩm. Quan quân kia đáp lời nói, không dối gạt Chi Châu đại nhân, trước đó vài ngày triều đình xảy ra đại sự. Đông Sưởng Tổng Quản Lưu Kính có âm mưu phản quốc, hành thích hoàng thượng, trong cung ban lệnh bắt giữ, tất cả xe ngựa ra vào kinh thành đều phải kiểm tra, phòng ngừa chứa chấp phạm nhân. Lưu Vân nghe được tin Lưu Kính phản loạn, thật sự là kinh ngạc không nói nên lời, run giọng hỏi lại, Lưu Tổng Quản phản quốc. Sao có thể? Quan quân kia lắc đầu nói, đây là việc của Vương Công Đại Thần, hạ quan cũng không hiểu rõ, nếu Chi Châu Đại Nhân muốn biết nội tình xin mời về kinh hỏi. Lưu Vân gật đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thầm nghĩ, lưu kính phản quốc, việc này không phải là chuyện nhỏ, không biết cố bá bà và liễu hầu gia có liên quan gì không? Quan quân kia bẩm báo tình hình cụ thể, kho mình hành lễ với Lưu Vân nói, khởi bẩm đại nhân, trước mắt thế cục căng thẳng, ngài tuy là mệnh quan triều đình, nhưng chức trách của hạ quan vẫn là phải kiểm tra, mong đại nhân chớ trách móc lư vân gật đầu nói điều này ta hiểu nói xong liền gọi đám người cổ thiền hề và tiểu hồng xuống xe để quan quân kia kiểm tra tuy nói lư vân là thất phẩm chi châu quan quân kia vẫn là cha đến nghiêm mật vô cùng không hề buông lỏng phàm là nơi có thể giấu người dù là hành lý hay biêu kiện đều bị mở ra kiểm tra chỉ sợ bị bỏ sót ngay cả hành lý của lư vân cũng bị kiểm tra không hề để lại chút mặt mũi lư vân nhíu mày thầm nghĩ, nhìn bọn họ khẩn trương như vậy, mấy ngày nay triều đình hẳn là rất khẩn trương. Cổ thiến hề lòng tràn đầy buồn bực, tới hỏi nội tình, vừa nghe lưu kính tạo phản, cũng cả kinh ngây người, sợ rằng cha mình sẽ bị liên lụy. Đoàn người lo lắng cho người nhà bằng hữu đều muốn cấp tốc về kinh. Chỉ là bọn họ trong lòng càng nôn nóng, lộ trình ngược lại càng chậm, lộ trình này đã là ba bước một ngọn đồi, năm bước một lính canh, quả nhiên là thiên la địa võng. Lưu Vân lấy ra lệnh bài Chi Châu, hy vọng thủ vệ quân sĩ có thể châm trước cho đi, để bọn họ sớm về kinh, nhưng chúng quân sĩ không chút nào thông cảm, gặp của ải nhất định kiểm tra, ngắn mùn ba, năm dặm đường, phải mất cả buổi sáng. Kiểm tra được tới giờ mùi, khó khăn lắm mới đi vào của thành Lưu Vân thăm dò ngoài xe, dõi mắt trông về phía xa, thoáng chốc trong lòng kinh hãi, nhìn thấy cổ thiến hề chuẩn bị ló đầu ra, anh vội vàng bịt mắt nàng lại, quát, mau nhắm mắt lại. Cổ thiến hề cả kinh, hỏi lại, chàng làm gì vậy? Lưu Vân hít sâu một hơi, lắc đầu nói, trên thành có một số thứ, nàng tuyệt đối không được nhìn, nếu không sẽ kinh hãi. Tiểu Hồng nghe vậy lập tức che mặt lại, sợ nhìn thấy cái gì đáng sợ. Những gia đình còn lại không may mắn như vậy, mọi người nhìn theo ánh mắt của Lưu Vân, thoáng chốc sờn tóc gáy, kinh hãi kêu lên, chỉ thấy tường thành treo đầy thủ cấp, nhìn kiểu búi tóc thì phần lớn người chết đều là thái giám của Đông Xưởng Nghĩ đến những thái giám này bị liên lụy bởi lưu kính, toàn bộ bêu đầu thị chúng, làm gương cảnh cáo những kẻ khác. Lưu Vân nhìn kỹ một lúc, chỉ thấy thủ cấp của đám người tiết nô nhi, hùng phi doanh thống lĩnh ở đó, lại không thấy thủ cấp của lưu kính, người này âm mưu thâm trầm nhất định đã trốn thoát ra ngoài. Xe lớn vào thành, đi qua vô số thủ cấp, xa phu, gia đình toàn thân phát run, miệng niệm Phật, sợ sẽ bị oan hồn ám ảnh. Sau khi vào thành, trên đường vắng vẻ, không có người qua lại, chỉ thưa thớt mở ra mấy cửa hàng, nhưng buôn bán cũng không nhiều. Mấy nhà dân đã bị đốt cháy thành cho, nhưng không biết ai đã làm điều đó. Trên đường cẩm y vệ phi nước đại trên lưng ngựa, Tràn đầy sát khí giới nghiêm, Lưu Vân trong lòng âm thầm kinh sợ, ra lệnh cho người đánh xe nhanh chóng đến Cố phủ, khi đến gần cổng Đại Minh, thấy một đám lưu manh du thủ du thực, chỉ lang thang trên phố, mấy người trông rất hung dữ, hình dạng không giống trung thổ nhân sĩ, đang phóng hỏa đốt nhà, đánh đập bá tánh. Rất đông cầm y vệ thấy tình cảnh bi thảm quấy nhiễu bá tánh, lại không quan tâm, để cho những kẻ côn đồ tùy ý mọi nơi hành tẩu đánh giết trong lãnh thổ ý nói người thuộc địa phương. Lưu Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng nói với các nữ tử, các người dùng khăn trùm đầu lên, đừng để đám bạo dân này nhìn thấy. Hắn sợ nữ quyến sẽ bị đám xài lang hổ báo này quấy rối, lập tức mặc lên chiều phục, tay cầm đao, tự mình xuống xe dẫn đường, đi được vài bước, có mấy người tới thăm dò, nhìn dáng vẻ của bọn họ, nhất định có ý đồ xấu. Lưu Vân phân phó gia đình, muốn bọn họ toàn bộ xuống xe mang theo gậy, đi theo hắn. Chúng gia đình tuy rằng không dám, nhưng Lưu Vân khẩu khí nghiêm túc, cũng chỉ đành làm theo. Đi thẳng một đường, khi thế khá lớn, đám bạo dân nhìn trên tay Lưu Vân vũ khí sáng choang, cũng không dám khiêu khích, mặc dù gặp phải một số người đến quấy giày, nhưng phần lớn đều là lưu dân đơn lẻ, bị hạ cấp của Lưu Vân nhanh chóng đuổi đi. Chưa từng gặp loạn tặc chủ lực. Một đường kinh hãi, khó khăn lắm mới trở lại cổ phủ, nhưng thấy cổng đã đóng, lại không có ai canh gác, Lưu Vân cả kinh, liền sợ cố ra cũng đã xảy ra chuyện, vội vàng tiến lên gõ cửa, gọi, ta là Lưu Vân, mang tiểu thư của các ngươi trở về. Mau mau mở cửa. Lời này rất trực tiếp vô lễ, nhưng giờ phút này tình thế căng thẳng, không ai có thể nhẹ nhàng mà hành lễ. Lưu Vân gọi một hồi, nhưng không có ai đến mở cửa, trong lòng cực kỳ lo lắng, Cổ Thiền hề ngồi ở trong xe, tự nhiên cũng khẩn trương vạn phần. Đúng lúc này, cánh cửa kêu cọt kẹt, một khe nhỏ mở ra, theo sau là một khuôn mặt, đây là A Phúc. Lưu Vân cả kinh vội vàng hỏi, "Làm sao vậy? Lão gia phát sinh chuyện gì?" Thấy Lư Vân trở về, A Phúc tim đập liên hồi, vội vàng hướng phía sau kêu lên, "Lão gia! Không phải người xấu, là Lư công tử mang theo tiểu thư đã trở lại." Lời còn chưa dứt, cửa đã mở ra, Lư Vân nhìn vào bên trong, thấy Cổ Tự Nguyên cùng quản gia vội vàng đi ra ngoài. Lư Vân thấy ông không có vấn đề gì, nhất thời yên lòng, vội vàng tiến lên nói: "Cổ bá bá, tiểu chất chưa từng bẩm báo trước đây, đã lớn mật mời lệnh ái xuôi nam, xin hãy trừng phạt con nghiêm khắc." Hắn sợ người trong lòng bị mắng, liền chịu tội ôm lên mình, trước mặt người hầu tự chỉ trích bản thân, để tránh Cổ Thiến Hề bị làm khó trong lúc lo lắng bên tai lại nghe thấy giọng nói rụt rè gấp gáp gọi cha lư vân nghiêng đầu nhìn lúc này cổ thiền hề cũng đã xuống xe chỉ thấy nàng mặt mang sầu lo tựa hồ sợ bị cha khiển trách ngay tại chỗ nào biết cổ tự nguyên không hề tức giận chỉ thấy ông thần sắc hoảng loạn nhìn ngoài phố một lượt trong miệng thúc giục nói trở về thì tốt các con vào nhanh lên đừng chậm trễ cố tự nguyên ngày thường cao quý tao nhã có khi nào lộ ra bộ dáng hoảng loạn cỡ này, dường như tai vạ đến nơi. Thấy vậy, Lư Vân không khỏi âm thầm kinh ngạc, hắn không ngờ mấy ngày nay kinh thành đại loạn, lại làm cho vị binh bộ thượng thư sợ hãi như vậy. Mọi người đi vào trong viện, cổ tự nguyên vội vàng ra lệnh cho quản gia đóng cổng, Lưu Vân ghé mắt nhìn lại, thấy hàng chục gia đình đang vây quanh sân, ai nấy đều cầm cuốc dao phay, hơn chục lính canh thậm chí còn rút đao ra khỏi vỏ, mỗi người đều biểu tình đề phòng, như thể đang đối mặt với một kẻ thù lớn. Lưu Vân cả kinh hỏi, làm gì vậy? Khi cổ tự nguyên nhìn thấy cánh cổng được đóng chặt, chiếc then dày và nặng được cài vào, lúc này hắn mới thở phảo nhẹ nhõm kể lại. Ba ngày trước trong kinh tới một đám bạo dân, do một tên tát ma cầm đầu, chúng làm đủ thứ tội ác, không ai dám quản. Trong thành xảy ra những chuyện vô pháp như vậy, hoàng thượng lại cáo ốm không thượng chiều, mọi người đành phải tự cầu phúc. Lưu Vân cả kinh nghi hoặc hỏi, Tát Ma, đó là ai? Cố tự nguyên cau mày, lắc đầu nói, điều này ta cũng không rõ, người này trước đây bị giam ở Đại Lao Hình Bộ, Giang Sung lại thả tên côn đồ này ra, mặc cho hắn ở kinh thành gian dâm bắt cướp, không ai dám quản, ai. Bọn người này thật độc ác, thậm chí còn phóng hỏa đốt nhà của bộ lễ thượng thu. Lưu Vân nhớ tới năm nay cùng bảng đăng khoa của Hồ Chí Liêm, vội vàng hỏi: "Người nhà Hồ thượng thư có ổn không ạ?" À? Cố Tự Nguyên thở dài, đám bạo dân kia ồ ạt xông vào hồ phủ, giết chết lão thái hồ gia ngay tại chỗ, sau đó phóng hỏa đốt nhà, đánh huynh đệ hồ gia mình đầy thương tích, phải quỳ xuống đất xin tha. Nói chuyện hỏi han, mọi người đều đã vào đến đại sảnh, cổ phụ nhân và nhị nương nghe nói tiểu thư đã về, đã chờ ở trong sảnh cổ thiên hề nhìn thấy mẫu thân và nhị nương trong lòng đã tràn đầy mâu thuẫn nhớ tới chính mình tùy hứng mặt đã đầy tự kiểm điểm chỉ là kinh thành rối ren như vậy cố phu nhân và nhị nương dù có tức giận đến đâu cũng không nỡ nói thêm lời nào thấy cổ thiên hề bình an trở về bọn họ cũng đã mãn nguyện rồi lư vân ngồi xuống hạ nhân liền dâng trà tới cố tự nguyên thở dài ta vốn đã gửi thư tín muốn các con muộn mấy ngày hãy hồi kinh đùng trở về vào thời điểm này. Nào biết các con đường cả trong cả ngoài kinh thành đều bị cẩm y vệ phong tỏa, không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Lư Vân ngây người sau một lúc lâu, sau đó thẳng thốt, làm sao kinh thành có thể trở thành như thế này? Hình bộ nha môn, ngự tiền thị về đều không ra mặt quản sao? Cố tự nguyên lắc đầu nói, ta thấy đám bạo dân này căn bản là do giang sung suối dục, hình bộ, ngự tiền thị vệ sao dám quản? Giang sung này thật tàn nhẫn, hắn lợi dụng thiết lập giới nghiêm trong thành, nhân cơ hội phát động bạo dân, truy quét những người bất đồng chính kiến ở khắp mọi nơi. Tát ma kia võ công lại cao, thị vệ tầm thường căn bản không phải là đối thủ. Hai, Hồ Thượng Thư ngày thường cũng qua lại gần với Lưu Kính, tất nhiên là đứng mũi chịu xào. Lưu Vân trong lòng lo lắng, vội hỏi, chỗ liễu hầu ra có việc gì không? Cố tự nguyên thở dài, môi hở răng lạnh hầu da của các ngươi hiện nay là cái gai trong mắt giang sung thời gian này cũng rất khó khăn nghĩ đến an nguy của bằng hữu lục vân toàn thân toát mồ hôi lạnh lo lắng hỏi không được con phải đi qua tìm hiểu tình hình cổ tự nguyên sắc mặt do dự khuyên bảo nói vân nhi con khó khăn lắm mới trở thành mệnh quan triều đình đừng liên quan đến tranh đấu bên trong lục vân sững sốt một hồi nghĩ đến giao tình giữa hắn và mọi người, làm sao có thể buông tay mặc kệ. Hắn lắc đầu, đứng dậy, xem bộ dáng này có vẻ muốn lập tức ra ngoài, đến phủ hầu ra thám thính. Cố tự nguyên hoảng hốt, duỗi tay cản lại, trước mắt cục diện khó xử, Vân Nhi, con đừng tùy hứng. Lư Vân ưm một tiếng, chiếu lệ nói, cảm ơn cổ bá bá quan tâm, chuyến này con sẽ đúng mực, sẽ không gặp phải chuyện gì đâu lưu vân bản tính chính trực cổ tự nguyên ở cùng hắn nhiều năm làm sao có thể không biết tính tình thấy khó khuyên bảo chỉ đành thở dài một tiếng lấy ra một lệnh phù nói bỏ đi nếu con nhất định muốn đi mang theo lệnh phù này đi đây là ấn tín của binh bộ con trên đường nếu gặp việc khó xử chỉ cần đưa cho họ lệnh phù này cẩm y vệ nhìn thấy nhiều ít sẽ cho ta chút mặt mũi lưu vân tiếp nhận cảm ơn liền muốn rời phủ đúng vào lúc này chợt nghe lư lang chậm đã lư vân quay đầu nhìn lại là cổ thiến hề đã tới cố thiền hề nắm tay hắn lắc đầu nói tình hình bây giờ quá hỗn loạn chàng đừng vội chạy qua bên đó qua mấy ngày sau hãy nói lư vân cúi đầu lại không đáp lời nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của lư vân cổ thiến hề than một tiếng không thể không đi sao lư vân hơi cảm thấy có lỗi ôn hòa nói ta xin lỗi nàng biết ta giờ phút này cổ thiến hề rất hiểu biết nàng biết muốn ngăn cản cũng vô ích nàng dỗi tay ra thắt chặt đai lưng cho lư vân nghiêm mặt nói chàng khăng khăng muốn đi ta cũng sẽ không ngăn chàng chỉ muốn chàng phải lưu ý ba việc nếu không chàng rất dễ dàng bước ra khỏi của nhà họ cổ muốn trở lại lần nữa cho dù cha bằng lòng gặp lại chàng ta cũng sẽ không liếc mắt một cái Lư Vân nghe vậy cả kinh, vội vàng nói, ta đang nghe đây, nàng cứ việc nói đi. Cổ thiến hề duỗi ngón trỏ ra nói, chuyện thứ nhất, gặp sự việc bất bình gì, mặc kệ khó xử thế nào, ta cũng không cho chàng được xuất đầu lộ diện. Lư Vân sửng sốt lại hỏi, việc này sao mà được? Nếu bạo dân giết người phóng hỏa, ta cũng không thể quản sao. Cổ thiến hề lắc đầu nói, chàng được bao nhiêu phân lượng, còn không rõ ràng sao. Nếu liễu hầu ra, khổng các quỹ đều tự thân khó bảo toàn, chàng còn muốn thế nào? Lưu Vân biết tình hình lần này, chỉ đành thở dài, nói, nói điều thứ hai đi. Quyền 10 chương 6 dù gặp lại cũng chẳng nhận ra, hồi hai. Cổ thiến hề gật đầu, dõi ra ngón tay thứ hai, nói, tối nay không được ngủ lại liễu phủ, trở về nhà của thiếp ngủ. Lưu Vân nghe chuyện thứ hai cực kỳ dễ dàng, vội nói, đồng ý vô luận đường đi có khó khăn ta cũng sẽ trở về phủ bảo vệ nàng cố tự nguyên một bên nghe trong lòng âm thầm khen ngợi ái nữ hiểu biết độc đáo trong chiều thế chân vạc đã mất đi một liễu môn đương nhiên trong tình thế nguy cấp cổ thiến hề lo lắng tình lang liên lụy trong đó lúc này mới muốn hắn rời xa phân tranh miễn sinh hậu hoạn cổ thiến hề thấy hắn đáp ứng trong lòng rất vui nàng đi tới ôn nhu nói lưu lang điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Thiếp muốn chàng biết, mặc kệ chàng đã xảy ra chuyện gì, thiếu một cánh tay cũng được, gãy một cái chân cũng không sao, thiếp đều sẽ chờ chàng trở về. Lư Vân toàn thân rung động, nắm chặt tay nàng, gật đầu nói, nàng yên tâm, bất kể có như thế nào, ta đều sẽ trở về. Cố ra nhìn thấy, tự nhiên đều cảm động, nhị di nương lau nước mắt, mắng, họ lư kia, ngươi là tiểu quỷ vô tâm, liễu ngang thiên cho ngươi cái gì tốt chứ? Cái chức trạng nguyên của ngươi cũng không phải do hắn thưởng, sao phải vì hắn quên mình tận lực như vậy? Nghe di nương ngoan ngoãn ở lại đi. Cổ thiến hề nghe xong lời này, ngược lại đẩy nhẹ lưng lư vân, thúc giục, chàng đi đi, đừng để trong lòng lời người khác nói. Lư vân quay đầu nhìn lại, thấy cổ tự nguyên cũng khẽ gật đầu với mình, hắn không cần phải nhiều lời nữa, cũng không cần gia đình mở cửa, hắn bước nhanh, bay lên tường cao, nhập vào đường phố. Nhiều người trong cố phủ không biết hắn có võ công, thấy thân thủ của Lưu Vân bậc này, nhiều ít yên lòng, nghĩ đến hắn gặp gỡ bạo dân chặn đường, cũng có thể thong dong thoát thân. Lưu Vân hấp tấp rời đi, cổ thiến hề lại thần sắc bình đạm, vẻ mặt không vui không mừng, chỉ nhìn chăm chú vào bầu trời xám xịt, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Lưu Vân rời khỏi cổ phủ, đi vòng qua các con hẻm, hắn biết rằng các điểm trọng yếu ở kinh thành đã bị đám bạo dân chiếm đóng, chỉ sợ đi vài bước sẽ chạm mặt, băng qua đường lớn Trường An, khó khăn lắm mới đến ngõ vương phủ Hồ Đồng. Cách liễu trạch không xa, hắn thấy một căn phủ đã bị đốt thành cho tàn, trên đường rất nhiều xác chết, hoặc quan hoặc dân, đều bị mình đầy thương tích, Lư Vân trong lòng thấp thỏm. Biết tình thế nghiêm trọng dị thường, nói không chừng liễu ngang thiên cũng đã chịu tai họa bất ngờ. Vừa định hỏi, liền vội vàng nghe thấy có người nói, ngươi là ai, lén lút ở đây làm cái gì? Lưu Vân quay đầu nhìn lại, lại là ba gã cẩm y vệ, đang trừng mắt nhìn mình chòng chọc, chọc. Lưu Vân lấy ra lệnh bài Chi Châu, nói, tại hạ là Chi Châu Trường Châu, được lệnh hồi kinh, tới đây thăm bằng hữu. Hai tên thị vệ hừ nói, bạn cái dám gì? Hiện tại kinh thành giới nghiêm, ngươi không ngoan ngoãn ở trong nhà, nghi ngờ là loạn đảng mấy người này thuộc cẩm y vệ, không thể so với những người thủ thành thân phận thấp kém, nói chuyện cực kỳ độc đoán bá đạo. Lưu Vân thầm nghĩ, người này nói chuyện rất ngang ngược, đừng chọc giận hắn thì hơn. Hắn trong người mặc dù có lệnh phù của binh bộ thượng thu, nhưng mấy người này bộ dáng vô pháp vô thiên, cho dù đây có là thánh chỉ của hoàng đế, sợ là cũng chẳng có tác dụng gì. lập tức chắp tay, xoay người liền đi. người nọ quát hay cho tên tiểu tử ngươi? Đang nói chuyện với ông nội ngươi sao dám quay người rời đi? Đưa tay ra chụp lên lưng Lưu Vân, Lưu Vân dỗi tay đón đỡ nói, các hạ có chuyện gì thì từ từ, hà tất phải động tay động chân như vậy. Người nọ thấy hắn đánh trả, nhất thời giận dữ, hắn đưa mắt ra hiệu, hai người kia gọi đồng bọn hét lớn, không bao lâu sau, bốn phía đám người ồn ào, mười mấy tên vệ sĩ đã vây quanh. Lưu Vân thấy tình thế đột ngột thay đổi, trong lòng giật mình, vội nói, các ngươi muốn làm cái gì? Người nọ cười lạnh nói, Giang Đại Nhân đã ra lệnh mấy ngày này, chỉ cần gặp tình huống khả nghi, chức vị trong cung dưới thất phẩm tiền trảm hậu tấu, thất phẩm trở lên bắt để điều tra, không cần phải công văn điều lệnh. Xem tiểu tử ngươi còn trẻ như vậy, là cấp phẩm bao nhiêu đây? Lưu Vân trầm giọng nói, tại hạ quan phủ thất phẩm Chi Châu người nọ cười ha ha nói thì ra là một cái thất phẩm tiểu cung mọi người mau giết cầu quan này đi đám đông hỗ to lần lượt tiến lên lư vân thầm nghĩ những người này điên rồi không cần tốn nhiều lời với chúng lúc này cục diện vô cùng căng thẳng quan lớn quan nhỏ không bằng nắm đấm hữu dụng lập tức giơ chân đạp người đó ra xa sau đó lăn một vòng trốn thoát khỏi đám đông người nọ bị lư vân đá vào ngực đau đớn dị thường, nhất thời cao giọng gầm lên, tiểu tặc lớn mặt. Người dám đánh người của cẩm y vệ, nhất định là trong đám loạn đảng của Lưu Kính, còn muốn rời khỏi đây sao? Trăm tên cẩm y vệ rút đao ra khỏi vỏ, phân từ bốn phương tám hướng đuổi theo, Lưu Vân nhảy lên vài cái, đã đến gần phủ của Liễu Ngang Thiên, ngưng mắt nhìn lại, nhưng cổng lớn của Liễu Phủ lại khóa, Lưu Vân trong lòng than thầm một tiếng, phía sau truy binh đã đến, liễu môn lại không có người ra tiếp ứng, nhất định là sự tình nghiêm trọng. Lưu Vân thầm nghĩ, cái này không được, những người này đều là mệnh quan triều đình, không thể tùy tay giết lung tung, ta phải làm sao thoát thân. Trong lúc do dự, của lớn của liễu phủ mở ra, vô số chiến xa từ trong đó lao ra, mọi người dương cung cải tên, chỉ vào đám cẩm y vệ. Nhìn thấy đội hình như vậy, đám cẩm y vệ đều tức giận hét lên, làm gì vậy? muốn tạo phản sao? Một đại hán tử béo bước ra khỏi cổng liễu phủ, hét lên, cút. Đây là biệt phủ của trinh bắc đại đô đốc, há là nơi cầu tử các ngươi có thể đến. Người này giọng nói như chuông đồng, đúng là vi tử tráng. Lưu Vân thấy cố nhân, nhất thời thở ra một hơi dài. Đám cẩm y vệ không muốn tỏ ra yếu thế, lập tức bàn bạc với nhau, đưa tin cho An Thống lĩnh, nói trinh bắc đại đô đốc có ý định tạo phản, lập tức điều người tới bắt. vì tử tráng vậy cũng không sợ, chỉ cười lạnh nói, người mau báo với An Đạo Kinh, xem hắn có bản lĩnh sông vào bắt người không. Hai người đang rằng co, bỗng một tiếng bò rồng từ xa truyền đến, âm thanh trầm thấp, giống như yêu ma xuất thế, đám cẩm y vệ nghe âm thanh này đều phát run lên, lầm bẩm tát ma. Tát ma tới. Lưu Vân đã từng nghe qua cái tên này, không biết là người ra sao, trong lúc nghi hoặc, một tiếng kêu thảm truyền đến, lư vân vội vàng nhìn lại, liền thấy một cẩm y vệ bị nắm đầu, kéo lê trên mặt đất. Kẻ bắt người lại là một hán tử quái lạ, theo sau là hàng trăm người, mỗi người đầy vết máu, vẻ mặt dữ tợn, tất cả đều ăn mặc như tù nhân. đám cẩm y vệ thấy nhóm người này, bộ dáng lại là thập phần sợ hãi. tên đứng đầu đám người cẩm y vệ hô lên: các người đừng gây chuyện nữa, đều là người một nhà giang đại nhân thả các ngươi ra là để các ngươi đối phó với liễu ngang thiên nói chưa xong tát ma đã giơ chân lên đạp một chân dẫm chết tên thị vệ đang bị kéo kia đám cẩm y vệ còn lại không dám nhiều lời vội vàng lui vào bên đường lư vân thầm kinh ngạc nhìn người đàn ông to lớn này trông giống như một con bò mộng thân hình cao lớn hành vi càng tàn nhẫn hung bạo người cùng phe vậy cũng không buông tha trong lòng kinh hãi liền lui về phía sau một bước. Bỗng nghe tát ma điên cuồng hét lên một tiếng, đánh vào phủ của liễu ngang thiên, vi tử tráng thấy tình hình không ổn, vội vàng hét lên, lư chi châu, ngươi mau vào đi, ta phải đóng cửa. Lư vân lớn tiếng nói, ngươi cứ đóng cửa, không cần lo cho ta, ta trong chốc lát có thể tự trèo tường đi vào. Trong lúc hoảng loạn, tát ma đã chạy tới cửa, một trường đánh trúng vi tử tráng, trường phong cuốn bảo lực đạo mạnh mẽ, khí lực lại nhanh hiếm thấy, sợ là chỉ trong mấy trường, liền đã phân thắng bại. Vì tử tráng tự biết trường lực không bằng người này, vội vận khởi, bát quái du thân trường, muốn hóa giải nội lực đối phương, cái gọi nhu khắc cương, có lẽ có thể cản trở một chút đòn tấn công của đối thủ, trường lực đối đâm, tát ma căn bản không có ý định đả thương kẻ địch, chỉ thấy hắn ta vung tay ra. Thu hút sự chú ý của vi tử tráng, thân hình to lớn thừa dịp lao tới, đã áp sát bên người, vi tủ tráng không ngờ hắn cao như thế, lại có thể đến gần mình một cách gọn ghẽ, muốn lui ra phía sau, thì đã mồn một bước. Thoáng chốc eo đã bị đối phương bắt lấy. Bỗng nghe tát ma rồng to một tiếng, giờ ngang thân mình to béo của vi tủ tráng lên. Lưu Vân đứng bên cạnh quan sát, kinh ngạc không nói lên lời, hắn đã từng chứng kiến công phu của vi tử tráng trước đây, nào đoán được trên đời lại có người có thể hạ gục hắn chỉ trong một chiêu. Lưu Vân không nghĩ ngợi nhiều, thét lên một tiếng, vận khởi vô song liên quyền, dùng ra quyền cước song tuyệt công phu, hướng tới sau lưng tát ma mà đánh. Tiếng nổ liên tục vang lên, Lữ Vân liên tiếp thi triển nặng tay, tát ma bị đánh vào sau lưng nhiều lần, buông lỏng tay, vi tủ tráng liền ngã xuống, vài tên bạo dân thấy thế, vội vàng tới trợ giúp, nhưng tất cả bọn chúng đều bị binh sĩ liễu phủ ngăn lại, hai bên đỏ mắt, chỉ đánh nhau không ngừng. Lưu Vân lo lắng kêu lên, tần tướng quân và Dương Lang Trung ở đâu? Sao không thấy bóng người? Vi tử tráng thở dốc nói, Dương Lang Trung cầm lệnh phù của liễu hầu ra, nói muốn tìm viện binh tới, chúng ta chống đỡ trước đã. Nói đi hỏi lại, ba người ra hơn 10 chiêu, tát ma võ công quá cao, đường đi của quyền cước lại quái lạ, vì tử tráng chính diện ngăn cản, Lưu Vân một bên quét trận, hai người tuy rằng liên thủ, vẫn là ngăn cản nhiều, tấn công thiếu, mỗi lần tát ma sử dụng những chiêu thức kỳ lạ, vì tử tráng khó lòng chống đỡ, đều dựa vào Lưu Vân thi triển mạnh tay tập kích, mới cứu được mạng. Một bên đám bạo dân người đông thế mạnh, xuống tay lại tàn nhẫn, binh lính đại bại đẫm máu, dần dần lui ra phía sau, xem ra của lớn không thể thủ được. Tình thế nguy cấp nghe thấy tiếng móng ngựa từ ngoài ngõ truyền đến, hơn ngàn người đang đi về phía liễu phủ. Lưu Vân trong lòng cả kinh, hay cho Giang Sung, viện binh đến nhanh như vậy sao? Vi tử tráng thấy đại quân đi tới, cũng hơi kinh hãi, liễu phủ nếu để đám tát ma sông vào, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Vi lư hai người trong lòng hoảng loạn, nhưng không thể làm gì được. Trong tiếng móng ngựa, hơn một ngàn kỵ sĩ kiêu hãnh đi tới, quân lính khôi giáp tinh lượng, eo quải cương đao, hai người đi đầu dẫn quân, một người cao lớn cường tráng, trên tay đeo găng tay sắt, là ngũ định viễn. Người còn lại mặc triều phục, mặt như quan ngọc, là dương túc quan. Lưu Vân mừng rỡ trong lòng, thì ra là người một nhà, thật là dọa chết người. Cẩm y vệ nhìn thấy thế trận này, sợ tới mức hồn phi phách tán, dương túc quan quát, ta phụng mệnh thái hậu, đem binh vào kinh, bảo vệ ngõ vương phủ các ngươi mau chóng rời đi. Hắn cầm chiếu chỉ vàng trong tay, đúng là dụ chỉ của Thái hậu cảnh phúc cung. Lưu Vân thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, Lưu Tổng quản tạo phản, Hoàng thượng nổi nóng, cái gì cũng không để ý, may mà còn có Thái hậu, cuối cùng có người chủ trì công đạo. Cẩm y vệ biết thủ dụ của Thái hậu, tự biết không thể chống cự, đành phải hậm hực rời đi, nhưng bên Tát Ma không chịu sự quản chế của triều đình, vẫn dẫn người tấn công dữ dội. Dương Túc quan bầy trận thức, sai người bắn tên tấn công, lập tức bắn chết mười mấy tên côn đồ, tát ma trong cơn giận dữ, ngửa mặt lên trời một tiếng điên cuồng hét lên, đang định công kích quân phòng thủ. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím phát ra trước, ngăn cản tát ma, chính là ngũ định viễn tới. Ngũ định viễn lạnh lùng nhìn tát ma, nói, người nếu muốn đánh, ngũ mỗ phụng bồi đến cùng. Tát Ma đã ăn thiệt từ chỗ ngũ định viễn, thấy hắn đột ngột đến, đành phải lùi lại một bước, nhìn thấy ánh mắt kinh giận của Tát Ma đối với ngũ định viễn thực sự là vừa kinh sợ vừa căm hận. Kinh hãi, giận dữ. Đại quân viện trợ đã đến, tình thế nghịch chuyển, cẩm y vệ cùng bạo dân hung đồ trước sau rời đi, dương túc quan liền ra lệnh cho quân phòng thủ bao vây ngõ nhỏ vương phủ, để bảo vệ các vương công đại thần. Sự tình đã ổn định, mọi người kéo đến gặp nhau. Dương Túc Quan cùng ngũ định viễn vẻ mặt phiền muộn, xem ra mấy ngày nay tình hình kinh thành nguy hiểm, bọn họ nhất định là lao lực vô cùng. Cục diện hỗn loạn, mọi người không có tâm hàn huyện, từng người vào phủ, vi tử trang vừa đi vừa hỏi Lưu Vân, mấy ngày nay trong cung náo loạn, mọi người đều vội vã rời đi tránh tai họa, người sao lại quay lại. Lưu Vân lắc đầu nói, chúng ta ở nơi khác, không có ai báo tin nào biết được có bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Dương Túc Quan một bên nghe, hỏi, tình hình trong phủ cố bá bá thế nào rồi? Lưu Vân nói, ta mới vừa từ cổ phủ lại đây, may mắn chưa bị bạo dân quấy rầy. Dương Túc Quan trầm ngâm nói, lúc này không có việc gì, ngươi vẫn là đi về trước. Cố gia thị vệ tuy nhiều, lại không có cao thủ, không thể không có ai tiếp ứng. Đang nói chuyện, mọi người lần lượt tiến vào đại sảnh. Liễu Ngang Thiên đã sớm đợi ở trong đại sảnh, bên cạnh còn có khoảng 10 gia quyến đang ngồi, vẻ mặt ai nấy đều ngưng trọng. Một nam tử tiến lên đón, Lưu Vân thấy hắn trắng trẻo mập mạp, bộ dáng pha tựa Liễu Ngang Thiên, lại không biết là ai. Vị tử tráng đưa theo Lưu Vân đến bái kiến, hóa ra người đó là con trai của Liễu Ngang Thiên, danh gọi Vân Phong, Liễu Ngang Thiên quan cao tức trọng, trạch ấm chư tủ, liễu gia thụ phong ở Sơn Tây, công tử định cư ở đất phong, rất ít hồi kinh, chỉ vì sắp đến cuối năm, lúc này mới trở về đoàn tụ. Lư Vân đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Mọi người ngồi xuống, Dương Túc Quan bẩm báo, hầu ra, chúng ta từ quân doanh uy võ mang quân mã đến, đã nhiều ngày bất luận cầm y vệ lại đây quấy giày, hay là bạo dân tiến đến sinh sự, đều có biện pháp xử lý. Liễu ngang thiên khẽ gật đầu, nói, các ngươi vất vả rồi. Lưu Vân đứng dậy, chắp tay nói, ti chức vội vàng hồi kinh, chưa kịp báo cáo hầu ra, còn thỉnh thủ lỗi. Liễu ngang thiên thở dài, lưu hiển chất tới không khéo, kinh thành binh hoang mã loạn, hoàng thượng không có tâm lên chiều, ngươi lần này hồi kinh báo cáo công việc, chỉ sợ lại phải chịu cảnh ăn không nằm dài rồi. Lưu Vân nhớ tới thẩm án ngày 20 tháng chạp, liền hỏi, bây giờ lưu kính đã thất thủ án đại lý tự thẩm án Giang Sung, có tiếp tục như dự kiến không? Liễu Ngang Thiên gật đầu nói, hiện nay Kinh Thành tuy là giới nghiêm, nhưng theo ý của Trung Tiến từ đại nhân, hắn vẫn muốn thẩm án như đã định. Lưu Vân Tán Thường nói, thật không hổ là từ thiết đầu. Bây giờ Giang Sung mạnh như vậy, hắn thực sự chọn thời điểm này để xử lý vụ án. Liễu Ngang Thiên ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng hưng phấn, lớn tiếng nói, cái này đương nhiên, nếu không hắn làm sao có thể xưng hai tiếng thiếp đầu. Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, tuy Lưu Kính thất thủ nhưng triều đình vẫn có chính nghĩa để phản chế Giang Sung, xem ra quần thần còn có đường lui, chưa đến ngày họa vong. Lưu Vân quay đầu nhìn xung quanh, hỏi, tần tướng quân đấu. Tại sao không thấy người? Mọi người nghe được lời này, sắc mặt đều biến đổi, từng người cúi đầu. Lưu Vân cảm thấy kỳ lạ, hỏi ngũ định viễn, Ngũ Huynh trở về sớm, có gặp tần tướng quân không? Sau khi nghe câu hỏi, Ngũ Định Viễn ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dương Túc Quan, không nói gì. Ngũ Định Viễn rời Trường Châu sớm hơn hắn một tháng, chắc chắn đã gặp mặt tần trọng hải. Lưu Vân trong lòng khả nghi, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội hỏi, trọng hải ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người mau nói đi. Dương Túc Quan thở dài một tiếng nói, người vừa mới trở về kinh, cần nghỉ ngơi trước đã, chúng ta từ từ nói cũng không muộn. Dương Túc Quan còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy một tiếng nức nở nghẹn ngào, giống như có người đang khóc, Lưu Vân lo lắng quay đầu nhìn lại, lại thấy một nữ nhân liễu môn đang khóc tại chỗ, khóc rất thê lương. Lưu Vân sừng sốt, đang định hỏi, liễu ngang thiên thở dài nặng nề, xua tay nói, Lưu Hiền chết mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt đi, hai ngày nữa nhàn rỗi, lão phu sẽ nói với ngươi. Lưu Vân thấy mọi người biểu tình ngưng trọng, từng người trầm mặc không nói, liền biết tất có đại sự, bọn họ nếu không muốn nhiều lời. Lư Vân quyết định tự mình điều tra, nói, nếu hầu ra phân phó, hạ quan đi trước một bước, ngày mai lại đến thương lượng sự tình. Ngũ định viễn ngăn lại nói, kinh thành đại loạn, trên đường kẻ bắt cóc rất nhiều, để ta đưa đệ trở về. Lư Vân vui mừng khôn xiết, biết ngũ định viễn có điều gì đó muốn nói riêng, hắn gật đầu nói, vậy thì đa tạ. Hai người đi ra khỏi phủ, ngũ định viễn thấy không có người đi theo, vội vàng kéo Lưu Vân qua một bên, nhỏ giọng nói, tần tướng quân bị bắt. Lưu Vân sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, bị bắt. Ngũ định viễn gật đầu nói, khi ta trở về kinh thành, nhìn thấy triều đình dán ra bố cáo, nói tần tướng quân tham dự đảo chính, cố ý mưu phản, đã bị áp giải vào thiên lao chờ xử trảm. Lưu Vân nghe xong lời này, trong đầu ong một tiếng, cả người suy sụp, ngũ định viễn vội vàng đỡ hắn nói, đệ đừng hoảng hốt, bình tĩnh đã. Lưu Vân trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, lẩm bẩm nói, làm sao? Làm sao có thể như vậy? Ngũ định viễn nói, điều này thật kỳ lạ, lúc ta hồi kinh, tần tướng quân đã bị bắt, hầu ra mang theo ta cùng Dương Lang Trung, đi qua tìm Giang Sung chất vấn, kết quả. Kết quả. Lưu Vân lo lắng hỏi, kết quả thế nào? Nhìn thấy Trọng Hải không? Ngũ định viễn thở dài, không có, chúng ta chỉ nhìn thấy một mảnh da người, nói là từ trên người phản tặc lột ra. Hầu ra nghe nói sau lưng tần tướng quân cũng có hình xăm giống như vậy, mềm nhũn người ngã xuống đất ngay tại chỗ, giang sung nói tần tướng quân không chỉ tham gia đảo chính mà còn có liên hệ sâu xa với phản nghịch triều đình đã nhiều ngày nghiêm hình tra tấn buộc hắn thú nhận đồng mưu lư vân giật mình lo lắng run giọng nói hiện tại vụ án phát triển đến thế nào trọng hải có thể sống sót không ngũ định viễn lắc đầu nói chuyện này ta cũng không biết chỉ biết tần tướng quân ngày mai sẽ bị xử trảm lư vân nghe xong lời này Sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn liên tục xoa tay, vội la lên, "Các ngươi có từng tới ngục thăm hắn chưa?" Ngũ Định Viễn nói, "Hoàng thượng biết Tần tướng quân xuất thân Liễu Môn, nghi ngờ hầu gia cũng là đồng phạm, Dương lang chung sợ mọi người bị liên lụy, không cho chúng ta đi thăm." Lúc này kinh thành họa liên lụy khắp nơi, mỗi người cảm thấy bất an, bo bo giữ mình còn không kịp, như thế nào còn có thừa lực đi chăm sóc loạn đảng. Nghĩ đến tình thế nghiêm trọng như thế, Dương Túc Quan bất đắc dĩ, mới ra lệnh xuống dưới như vậy. Quyền 10 chương 6 dù gặp lại cũng chẳng nhận ra, hồi 3. Lưu Vân nghĩ tới giao tình của mình và Tần Trọng Hải, trong lòng cảm thấy thống khổ, run giọng nói, định viễn, đệ và Trọng Hải kết nghĩa tương giao, hắn trước mắt sắp chết, chúng ta liền như vậy buông tay mặc kệ sao. Ngũ định viễn thở dài, hạ thấp giọng, nói nhỏ, Kỳ thực đêm qua ta có đến thăm Đại Lao, xem xét qua địa thế, nhưng một mặt là canh gác nghiêm ngặt, mặt khác, Hoàng thượng lại hạ một đạo thánh chỉ, chỉ cần tần tướng quân để người khác cướp mục, sẽ tìm hầu ra tính sổ, hai. Nếu không phải như thế, ta đã. Lư Vân Sưỡng sờ nghe, biết triều đình phòng bị nghiêm ngặt, toàn bộ thế cục đã bị liên lụy, nghĩ đến ân nghĩa của tần trọng hải đối với mình, không khỏi rơi lệ. Ngũ định viễn thở dài, tình thế như thế này, cho dù đệ tính đi gặp hắn cũng chỉ làm tăng thêm bi thương, sợ cũng không làm nên chuyện gì. Vì cố tiểu thư, vì chính đệ, vẫn là đừng đi. Lư Vân buồn bã nói, không được. Trọng Hải ngày mai sẽ bị xử tủ, cho dù phải cởi bỏ mũ quan, đánh gãy tay gãy chân, đệ cũng muốn gặp hắn một lần. Nói rồi đôi tay nắm chặt, toàn thân run rẩy không ngừng. Ngũ định viễn năm đó cùng đưa vân lưu lạc giang hồ, mấy lần được hắn cứu, biết hắn là người trọng tình nghĩa, hiện tại tần trọng hải thân ở trong nhà giam, sao lưu vân có thể buông tay mặc kệ? Ngũ định viễn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, một khi đã như vậy, ta đồng hành cùng đệ. Lưu vân nắm chặt ống tay áo hắn vội la lên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên. Hai người đang muốn rời đi, thấy đầu hẻm một người dựa nghiêng nói, hai người muốn đi đâu? Lựa Vân ngẩng đầu vừa thấy là Dương Túc Quan. Lư Vân biết Dương Túc Quan trời sinh tính trầm ổn, gặp gỡ sự tình cỡ này, chắc chắn sẽ ngăn cản, lập tức đi đường vòng tránh đi, không thèm để ý. Dương Túc Quan đi lên, đưa tay ngăn cản, nói, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm hỏng việc lớn, các ngươi khăng khăng đi thăm tù, có từng nghĩ tới tình cảnh hầu ra. Lư Vân hừ một tiếng, lạnh lùng nói các ngươi nếu sợ phiền phức ta đi một mình cũng được ta không có mối quan hệ sâu thâm với liễu môn triều đình nếu hoài nghi ta là đồng đảng ta chính mình ra mặt chịu trách nhiệm là được dương túc quan nghe hắn nói khinh thường nhất thời cả giận nói ngươi nói gì vậy mọi người đều trải qua hoạn nạn vốn là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu nếu ngươi xảy ra chuyện gì chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn Lư Vân không để ý đến hắn, tự cất bước đi trước, Dương Túc Quan duỗi tay giữ chặt, nói lớn, cục diện căng thẳng. "Ngươi vạn lần đừng lỗ mãng." Lư Vân hừ một tiếng, kình lực trên tay phát ra, định hất Dương Túc Quan ra, nhưng Dương Túc Quan xem như công lực thâm hậu, vô tuyệt tâm pháp đánh ra, tay vẫn giữ chặt không buông. Lư Vân trầm giọng nói, "Dương Lang Trung, nếu như ngươi không buông tay, ta sẽ động võ." Dương Túc Quan lạnh lùng nói, người bây giờ xúc động như vậy, chắc chắn hại người hại mình. Ta không thể thả ngươi đi. Lưu Vân càng không nói chuyện, hắn giơ chân quét về phía đầu gối của Dương Túc Quan, muốn ép hắn lùi lại. Dương Túc Quan nhẹ nhàng nâng chân phải lên, hơi hé một chút, sau đó sử dụng tuyệt chiêu, chiêm y thập bát điệt, nắm lấy cánh tay của Lưu Vân, muốn giữ chặt hắn. Lưu Vân hét lớn một tiếng, ra đòn cũng không nương tay nữa, vận dụng, vô song liên quyền, tùy ý chuyển lực, chặn lại tay của Dương Túc Quan. Thấy hai người đang đánh nhau, ngũ định viễn vội vàng ngăn cản ở giữa, tách họ ra, khuyên nhủ, mọi người có gì từ từ nói, tại sao lại động tay động chân. Lưu Vân lớn tiếng nói, ai bảo hắn ngăn cản đệ. Hắn nói xong liền hướng Dương Túc Quan tung một quyền, uy lực của quyền này cũng không nhỏ, gió rít gào, dùng toàn lực tới. Dương Túc Quan hừ một tiếng, nói, ta là có ý tốt ngăn cản, ngươi đừng không biết tốt xấu. Xong trường một cái đẩy, trường phong liền hướng Lưu Vân đánh tới, muốn ngăn một quyền này của hắn. Ngũ định viễn vội vàng nói, đều là người một nhà, sao có thể nặng tay như vậy? Hắn nhanh như tia chớp mà bẻ cổ tay trái, tức khắc chộp lấy đầu vai Lưu Vân, dùng phi la tử khí, ép cho Lưu Vân không thể nhúc nhích ngũ định viễn thân là truyền nhân thiên sơn, lúc này ra tay, quả nhiên đã áp đảo được Lưu Vân trong một đòn. Ngũ định viễn khống chế được Lưu Vân, tay phải đưa ra, cũng hướng dương túc quan túng chặt, móng vuốt nhanh như tia chớp, ngay cả tát ma cũng không thể đỡ được một đòn, nào biết dưới móng vuốt, cư nhiên tóm lại là khoảng không. Ngũ định viễn rất ngạc nhiên, võ công của hắn có nguồn gốc rất kỳ lạ, biến chuyển như thần. Ngày đó chiến đấu với vô hình kiếm ảnh Trác Lăng Chiêu, hắn thong dong tiến lùi, nào biết lại không thể tóm được Dương Túc Quan chàng trai trẻ mới đang độ đôi mươi. Ngũ Định Viễn tràn đầy nghi ngờ, hướng mắt nhìn Dương Túc Quan, chỉ thấy hắn không chạm đất, lùi lại phía sau cũng không có khói bụi nổi lên, lại có kỳ môn huyền công hộ thân, Ngũ Định Viễn kinh ngạc không thôi, một năm không thấy Dương Túc Quan động thủ, võ công của hắn tiến bộ thần tốc như thế sao? Ngũ định viễn một mặt ngầm tán thưởng thủ pháp của thiếu lâm, một mặt nói, dương lang trung nể mặt ta, đừng nóng giận, mọi người đừng đánh nhau nữa. Dương túc quan đứng yên, nói, ta không có ý làm tổn thương bất cứ ai, chỉ là sợ lưu chi châu lỗ mãng xúc động, vướng vào vụ án không thoát ra được, nên mới ra tay ngăn cản. Lưu vân hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, ta đã nhận vô số ân tình của trọng hải, sao có thể không gặp mặt hắn lần cuối dương lang trung nếu hiểu đạo lý đối nhân xử thế chớ nên ngăn trở dương túc quan thở dài ngươi không biết kinh thành đang loạn như thế nào sao nếu ngươi tùy tiện đi vào ngục giam giang sung bắt được sau này bị buộc tội còn khổ tới mức nào lư vân lắc đầu nói rước lấy phiền phức ta cũng không sợ trọng hải ngày mai sẽ bị xử trảm nếu ta không nhìn thấy hắn lần cuối nghe rõ những lời cuối cùng của hắn cả đời này sẽ không yên tâm. Dương Túc Quan lớn tiếng nói, ngươi cho rằng Trọng Hải chỉ có ngươi là bằng hữu sao? Ta đã biết hắn 7 năm, lâu hơn người rất nhiều. Lưu Vân thở dài, nói, Dương Lang Trung, ta không muốn nghe gì nữa, ta muốn gặp Trọng Hải, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Lúc này trời đã tối, hoàng hôn mùa đông kéo đến, bóng ba người kéo thành mấy hàng dài, Dương Túc Quan cúi đầu nhìn xuống đất thoáng chốc cắn răng nói, được. Nếu ngươi nhất định muốn đi, ta sẽ đi cùng ngươi, miễn cho ngươi bị người hãm hại, lưu lại mọi chuyện. Ngũ định viễn vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, thế này thì tốt quá, chúng ta đi nhanh lên, đừng chậm trễ thời cơ. Trời đã gần trạng vàng, đợi trời tối hẳn, sợ ngay cả phòng giam cũng xuống không được, ba người vội vàng đi tới hình bộ, trên đường bị làm phiền bởi không ít bạo dân, ba người phải dùng khinh công né tránh. Loạn dân thấy bọn họ thân pháp cực nhanh, cho rằng gặp phải oan ma quỷ hồn, đều hoảng sợ giật mình. Đi được đến thiên lao hình bộ, Lưu Vân nghĩ đến vận mệnh bất định của Tần Trọng Hải, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên. Ba người họ đi về phía cổng, lính canh ở cổng thấy họ đến, lập tức hét lên, mấy tên tiểu tử các ngươi, đến đây làm gì? Mịt mù không rõ ba người bọn họ mặc chiều phục đến đây, nhưng lúc này kinh thành loạn lạc, một tên tiểu tốt có thể vạn ngã một vương công đại thần. Đây là cục diện không ai sợ ai, cho nên thủ vệ khi nhìn thấy mấy người bọn họ, vẫn là dáng vẻ cao ngạo. Dương Túc Quan tiến lên một bước, chắp tay nói, lão huynh có thể thuận tiện, chúng ta muốn vào thăm tù. Thủ vệ kia cười lạnh nói, hiện tại hỗn loạn, trong thành đều là người chết, các người còn đi thăm cái gì? Vài ngày nữa quay lại nhặt xác đi. Lưu Vân nghe thấy khẩu khí của hắn quá ác liệt, không thể không lao đến, Dương Túc Quan ngăn lại, sau đó lấy ra ngân phiếu 100 lượng nhét vào tay thủ vệ. Thủ vệ kia thấy có tiền trong lòng vui mừng, lại thấy Dương Túc Quan liên tục cúi đầu thành khẩn, lập tức đổi lời, "Được rồi, xem như ba người các ngươi thành tâm, ta sẽ hỗ trợ, giúp các ngươi thông báo một tiếng." Một lúc sau, thủ vệ đã ra ngoài cho mọi người vào có lẽ ngàn chọc vạn chọc, nhưng đừng chọc vàng bạc, có lẽ so với su nịnh hữu ích hơn nhiều. Hình bộ thiên lao âm khí bức người, một đường đi đến đều là đen kịt tối om, tanh tưởi khôn kể, tuy rằng lúc này bên ngoài mới chạm vạng tối, nhưng bên trong đã tối đen như mực, rất đáng sợ. Đi đến của đại lao, một tên cai ngục ngăn lại quát, ba người các ngươi có việc gì đây? Dương túc quan lấy ngân phiếu ra, nhét vào tay người nọ, trầm giọng nói, chúng tôi muốn gặp phạm nhân, xin đại ca giúp đỡ cho, tại hạ cảm tạ rất nhiều. Tên cai ngục giật lấy tờ ngân phiếu, nhìn Dương Túc Quan từ đầu đến cuối, các ngươi muốn tìm ai? Lư Vân vội vàng tiến lê, trả lời, chúng ta muốn gặp một vị tướng, hắn họ Tần, là thống lĩnh Hồ Lâm Quân. Cai ngục kia khịt mũi coi thường, lạnh lùng phun ra, nơi này không có tướng quân chó má gì, chỉ có tặc tử mà thôi hắn thấy Lư Vân mặt đầy khó chịu, lặp lại lời nói của mình, quát lên, nghe không hiểu sao. Tạc, chỉ có đặc. Lư Vân vô cùng tức giận, nắm chặt tay thành quyền, ngũ định viễn sợ hắn đánh người nên vội vàng đứng chắn trước mặt Lư Vân, cúi thật sâu, chậm rãi nói, vị huynh đài, bằng hữu của chúng ta họ tần, tên là Trọng Hải. Làm phiền ngài. Tên cai ngục cười nói, tiểu tử này thân thích bằng hữu không ít, một nữ nhân mới tới nơi này mấy ngày trước, ở nơi đó rất lâu mới rời đi, như thế nào hôm nay lại tới ba đại nam nhân? Mạng này của hắn cũng thật đáng giá. Mọi người nghe đến đây thì trong lòng run lên, không ngờ lại có người đến thăm ngục. Dương Túc Quan vội vàng hỏi, có người đến thăm ngục sao? Nàng là ai? Cai ngục kia rỗi tay ra, mặt cười đầy nham nhở, Dương Túc Quan hiểu ý, lại lấy ra một trăm lượng ngân phiếu, nhét vào trong tay tên cai ngục. Tên cai ngục kia thấy tiền sáng mắt, đem ngân phiếu bỏ vào trong ngực, cười nói, xem ngươi là người thông minh, sẽ nói cho ngươi biết. Vài ngày trước, một mỹ nữ tới đây, khoảng chừng 27-28 tuổi, rất xinh đẹp, giống như tiểu thư một nhà giàu có. Dương Túc quan sắc mặt xanh mét, nhìn hai người ngũ lư, thấp giọng nói, là thất phu nhân tới. Lưu Vân cùng ngũ định viễn không biết nội tình, buồn bực nói, thất phu nhân nàng tới làm cái gì? Dương Túc Quan ở Kinh Thành đã lâu, nên tự nhiên biết mọi thứ, hắn thấp giọng thở dài, thất phu nhân trước khi gả cho hầu ra, chính là danh kỹ đệ nhất Kinh Thành, cũng vì thế nàng quen biết Trọng Hải. Hai, lúc này tính mạng Trọng Hải đang bị đe dọa, thực sự không có gì để nói, các người nghe xong thì quên đi, đừng truyền ra bên ngoài. Trong khi ba người đang nói chuyện, lại nghe tên cai ngục nói, lão gia ta phải giao ban gấp, các ngươi muốn thăm người, liền mau mau lại đây, đừng ở đó nhiều lời nữa. Giờ phút này tình thể kinh thành không thể so với ngày trước, dù gia thế của Dương Túc Quan có tốt đến đâu, Lưu Vân Văn Tài có cao cỡ nào, nắm đấm của ngũ định viễn mạnh ra sao, đều bị rớt xuống, nghe thấy tiếng bực tức đó, liền nhanh chóng im lặng, đi theo tên cai ngục vào trong. Bước vào trong lao, uế khí sộc vào mũi, đầy mùi phân, khắp nơi đều có hàng rào, cửa sắt khóa chặt, một đám tù nhân cả người dơ bẩn, đều ở bên trong chờ chết. Ngũ định viễn ngày trước là bộ đầu nha môn, đến nơi thế này đã quá thường xuyên, người thấy mùi hôi thối tất nhiên là không để ý. Lưu Vân cũng từng trong nhà lao hơn một tháng, đối với hắn không có gì xa lạ, nhưng Dương Túc Quan lại là lần đầu tiên vào lao ngục, không khỏi lấy khăn tay bịt mũi. Ba người đi đến phòng giam cuối cùng, chỉ thấy ngục trong ngục, của trong cửa, bên trong bên ngoài có ba tầng xích còn có hơn chục người ngồi ngoài của phòng giam canh gác cực kỳ nghiêm ngặt xem ra tần trọng hải là bị giam ở đây tên cai ngục kia nói mọi người nhường một chút có người đến thăm tù vài tên lính canh bước sang một bên để đám người lưu vân đến gần ba người dựa vào bên song sắt liền nhìn thấy nam tử nằm dưới đất úp mặt xuống đất chùm thảm kín người đầu bê bết máu Lưu Vân đau lòng thấp giọng gọi, tần tướng quân. Chúng ta tới thăm ngươi. Tần Trọng Hải nghe thấy tiếng gọi, nhưng bất động, như thể đã chết. Dương Túc Quan thấy cai ngục kia canh giữ ở một bên, không có ý định mở cửa, lập tức đưa qua ngân phiếu, thấp giọng nói, đại ca, xin giúp ta một việc, để chúng ta đi vào. Ngục tốt kia kiên quyết đáp lại, nói, việc khác thì dễ, còn việc này khó mà tuân mệnh được miệng nói ra lời này lại giật lấy tờ ngân phiếu bỏ vào trong mực không hề có ý định trả lại lưu vân quan tâm đến sự sống chết của bạn mình vội nói vì đại ca này vị bên trong kia giao tình với chúng ta rất tốt đại ca người tốt làm tới cùng mau mở cửa đi ngục tốt kia cười lạnh nói trong ngoài ba đạo khóa người nhìn một cái trên ổ khóa còn có sáp ong làm sao có thể tùy ý mở ra nếu phía trên trách xuống ta làm sao chịu trách nhiệm nổi. Thất phu nhân trước đến thăm ngục còn có thể vào phòng giam, người này nói ra lời này chỉ muốn kiếm thêm mấy lạng bạc, Lưu Vân cả giận nói, người thật lớn mặt. Rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, ra giá đi. Ngục tốt thốt lên một tiếng nói, người hung hăng cái gì? Là người cầu ta hay ta cầu ngươi? Lưu Vân thấy hắn mặt dày mày dạn, lập tức mặt trầm xuống, nội kình phát động, chỉ muốn đầm hắn một đấm, Ngũ Định Viễn biết tính tình của Lưu Vân, thấy hắn sắc mặt không tốt, vội vàng kéo lại, thấp giọng khuyên nhủ, đừng tức giận, để Dương Lang Trung giải quyết. Quả nhiên, Dương Túc Quan là người hiểu chuyện, móc trong túi ra những tờ ngân phiếu còn lại, nhét hết vào tay người nọ rồi nói, vị đại ca này, tại hạ là Lang Trung chức phương ti ngũ phẩm của binh bộ, hình bộ cũng biết mấy nơi này, bây giờ huynh mở cửa ra, ngày sau kinh thành yên ổn, Dương Mỗ sẽ tự hồi báo. Người nọ nghe xong thấy ngon ngọt, lại đếm ngân phiếu trên tay, lòng tham nổi lên, lắc đầu cười lạnh nói, nói về sau cái gì. Nhân vật nhỏ như chúng ta chỉ xem hôm nay không hỏi ngày mai. 500 lượng bạc chỉ mở được hai khóa. Ngũ định viễn từ trên người móc ra ngân phiếu, trầm giọng nói, ta nơi này có 300 lượng, làm phiền đại ca giúp một chút. Ngục tốt kia cười hắc hắc, chuyển hướng Lưu Vân nói, bằng hữu của ngươi đều rất hiểu chuyện, còn ngươi thì sao? Người nghèo kết hủ lậu thế này có bao nhiêu lượng bạc? Lúc trước Lưu Vân nói chuyện động chạm hắn, hắn liền cố ý mở miệng nhục mạ, bộ dáng thật là ngạo mạn. Lưu Vân trong lòng sốt ruột, rỗi tay tìm kiếm lấy toàn bộ ngân lượng trên người ra rồi đưa cho quản ngục. Ngục tốt kia thấy chút bạc vụn, tùy tay ước lượng, cười lạnh nói, không đến 30 lượng, thật là con quỷ nghèo. Mở khóa ra nói, các ngươi vào đi. Lưu Vân là người đầu tiên xông vào, ngục tốt kia duỗi tay ngăn lại, quát, hai người bọn họ có thể vào, nhưng ngươi không được phép. Lưu Vân hét lớn một tiếng, dùng tay trái chộp lấy tên cai ngục, định đánh hắn, cai ngục kia hoảng sợ, run giọng nói, ngươi. Ngươi định làm gì? Ngũ định viễn vội vàng kéo Lưu Vân ra, khuyên nhủ, đừng làm vậy nữa. Sau đó nói với cai ngục, đại ca, huynh đệ ta tính tình nóng này, đừng kích hắn nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện, ta cũng không thể giúp được gì. Tên cai ngục kia nghe xong lời hung ác này, muốn mỉa mai phản bác lại, nhưng nhìn thấy dáng người cao lớn và mạnh mẽ của ngũ định viễn, sợ cũng không phải dễ chọc, chỉ nuốt nước miếng, không dám nói thêm lời nào. Lúc này Lưu Vân đã xông vào trong, đỡ Tần Trọng Hải dậy, vội vàng gọi, Tần Tướng Quân. Ta là Lưu Vân. Tần Trọng Hải bị hắn lay một hồi, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Vân thì ngẩn ra, sau đó lại nhắm mắt lại, tựa hồ không nhận ra hắn. Lưu Vân trong lòng khổ sở, nhìn thấy Tần Trọng Hải trên mặt bê bết máu, trên người dính đầy bùn đất, vội vàng lấy khăn ra lau cho hắn. Tay chạm vào da thịt, cảm thấy chán Tần Trọng Hải như lửa nóng, Lưu Vân giật mình nói, sao lại nóng như vậy? Chẳng lẽ là bị bệnh? ngũ định viễn và dương túc quan nghe xong lời này cũng vội vàng đến xem ngũ định viễn duỗi tay vén tóc tần trọng hải lên thấy trên trán hắn chữ bằng máu ngũ định viễn lắp bắp kinh hãi đọc ra từ đó lại là chữ tội lư vân kinh hãi nói cái này đây là thứ gì trên trán có hình xăm viết tội danh dương túc quan cũng kinh hãi thốt lên từ trước đến nay phần lớn xăm trên mặt đều là tên hoặc nơi xung quân nét nhiều lắm cũng chỉ là một dòng nhỏ, lại chưa từng thấy qua hình xăm chữ rõ ràng như vậy. Ngục tốt kia đứng canh bên ngoài, lạnh nhạt nói, mấy ngày trước Giang Đại Nhân tới thẩm vấn, chúng ta lột quần áo của tiểu tặc tử này ra, Giang Đại Nhân nhìn thấy hình xăm sau lưng của hắn, kinh ngạc nhảy dựng lên, nói rằng hắn là con của phản nghịch, tội ác tài trời, nên sai người khắc lên chán hắn chữ này. Lưu Vân nghe vậy bật khóc, run giọng nói, Trọng Hải, Trọng Hải, huynh rốt cuộc phạm phải thiên điều gì? Vừa nói, vừa định bế hắn lên, muốn rỗi tay vào trong chăn, thoáng chốc chỉ cảm thấy trên tay trống không, không khỏi giật mình, chân. Trọng Hải, chân của người đâu? Ngũ định viễn vội vàng nhấc thảm lên. Vừa thấy, mọi người nhận không được che mặt, Lưu Vân càng bật khóc lớn. Chân trái của Tần Trọng Hải chỉ còn đến đầu gối, đã bị giang sung chặt đứt. Cai ngục kia cười nói, người khóc cái gì? Cùng lắm là chặt đứt chân trái mà thôi, xem xương bả vai của hắn đi. Ngũ định viễn vội vàng đỡ lấy tần trọng hải, nhìn thấy hai vai hắn bị xiềng sắt xuyên qua, đầm đìa máu chảy, thoáng chốc toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Cai ngục kia lại cười mỉa mai nói, xuyên qua đúng không? Có hiểu vậy nghĩa là gì không? Nhìn thấy Lưu Vân và Dương Túc Quan mờ mịt không hiểu, Ngũ định viễn làm bổ đầu đã lâu, tất nhiên là biết rõ lợi hại. Hắn thở dài một tiếng, thấp giọng nói, xương bả vai bị xuyên qua, tần tướng quân mất hết võ công, chỉ sợ về sau bát cơm cũng không cầm nổi. Dương lư hai người nghe vậy, toàn thân đều chấn động. Cai ngục bên ngoài cười nói, lão huynh quả nhiên rõ ràng đạo lý, trước kia hẳn cũng là ăn cơm của công môn đấy. Lưu Vân thấy bạn tốt bị tra tấn đến không ra hình người, thoáng chốc ôm chặt lấy tần trọng hải, khóc dòng nói, gãy chân tàn phế, mặt xăm chữ, tội. Muốn hắn sống đây thế nào? Tần trọng hải nhắm chặt hai mắt, không hề hay biết, sớm đã bất tỉnh nhân sự, tất nhiên cũng không biết Lưu Vân ôm hắn. Mọi người nhớ đến tần trọng hải trước kia hào phóng cười lớn không kiềm chế, hiện tại tứ chi tàn phế, đều là thở dài trong lòng. Cai ngục kia nghe Lưu Vân nói đến thống khổ, liền tự cười nói, ai ra. Cái gì mà về sau sống như thế nào? Hắn ngày mai sẽ bị xử trảm, các ngươi hà tất phải buồn. Mau chọn cho hắn một chiếc quan tài thật tốt, mới là việc lớn cần làm. Vừa nói, hắn vừa chỉ vào chân phải của Tần Trung Hải, vừa cười vừa nói, Giang Đại Nhân nói muốn chặt đứt tay chân của tên tiểu. Tặc này, chặt thành từng khúc, lăng trì xử tử, nếu không phải vội hành hình người này trước 20 tháng chạp, sao có thể hắn chết dễ dàng như vậy lư vân không thể nhẫn nại được nữa đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng nói ngươi nói thêm câu nữa thử xem tên cai ngục cả kinh run giọng nói ngươi muốn làm gì lư vân không nói hai lời đột nhiên đứng dậy hắn trong lòng bi thương bên tai lại phải nghe lời nói mỉa mai sớm đã tức giận đến cực điểm chỉ muốn đánh tên cai ngục này ba điều đã đồng ý với cổ thiến hề trước đó sớm đã vứt đến trên chín tầng mây ngũ dương hai người chặn hắn thấp giọng khuyên nhủ ngươi đừng như vậy chúng ta có đánh chết người này cũng là không làm nên chuyện gì lưu vân bị thuyết phục mọi hồi cũng xuôi tay dương túc quan muốn hỏi di ngôn của tần trọng hải nhưng hắn chỉ hôn mê bất tỉnh không những nhận không ra ai thậm chí còn không thể nói được ngũ định viễn bàn bạc với dương túc quan vài câu đều là vô kế khả thi bất lực. Ngục tốt kia ở một bên lại nhải nói, các ngươi muốn nhìn tới khi nào, chẳng lẽ còn muốn ngủ ở nơi này sao? Mau mau đi thôi. Hắn vội vã giao ban chạy lấy người, không đợi được lên tiếng thúc giục mọi người rời đi. Thấy trời đã tối, Dương Túc Quán lắc đầu thở dài, trọng hải đã thành như vậy, chúng ta cũng không thể làm gì được, về trước rồi nói sau. Lưu Vân nghe xong lời này càng nắm chặt tay Tần Trọng Hải, thật lâu sau thật lâu sau, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Ngũ định viễn ngồi xổm bên cạnh Lưu Vân, khuyên nhủ, Dương Lang Trung nói không sai, mọi người ở lại đây cũng không phải là biện pháp, chúng ta về thương lượng trước đã. Hắn khuyên vài câu, Lưu Vân vẫn không trả lời, cũng không di chuyển. Dương Túc quan lắc đầu, nháy mắt ra hiệu với ngũ định viễn, nhỏ giọng nói, đi nhanh lên, nếu kéo dài, sẽ thu hút người cầm y vệ tới Ngũ định viễn hiểu rõ như thế duỗi tay kéo Lưu Vân đi Lưu Vân tay vung lên Ý bảo bọn họ không cần lại đây Lập tức hoặc mắt đứng lên Tự đi ra ngoài Sau khi ra khỏi đại lao Ngũ dương hai người thấy Lư Vân không nói gì Yên lặng đi trước Không biết suy nghĩ cái gì Dương ngũ hai người nhìn nhau Trong lòng càng sợ hãi Sợ Lưu Vân sẽ làm điều gì đó ngu ngốc Dương Túc Quan đi đến trước mặt Lưu Vân, khuyên nhủ, Lưu Huynh, tần tướng quân tham gia phản loạn, phạm phải thiên điều, hoàng đế lại định ra tội liên đới hình phạt, không ai có thể cứu hắn. Người cũng đã thấy rõ. Ngũ Định Viễn cũng thấp giọng khuyên giải an ủi nói, Lưu Huynh đệ, điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là xem trong nhà tần tướng quân còn có ai nữa, sau này cũng dễ thay hắn phụng dưỡng. Ngươi nói đúng không? Lưu Vân cúi đầu đi về phía trước, một câu cũng không đáp. Ngũ Định Viễn lắc đầu hỏi Dương Túc Quan, Dương Lang Trung có biết nhà tần tướng quân còn ai không? Dương Túc Quan lắc đầu nói, nghe nói hắn quê quán ở Hoài Nam, cha mẹ cũng đều qua đời, không biết trong nhà còn lại ai. Tần Trọng Hải cũng chưa kết hôn, một thân một mình, e rằng ngoài mấy vị bằng hữu trong kinh thành, đến một người nhặt xác cũng không có, trong khi hai người đang nói chuyện, Lư Vân đã rời đi, Ngũ Định Viễn trong lòng lo lắng, vội vàng đuổi theo, kêu to nói: "Lư huynh đệ, đệ muốn đi đâu vậy?" Lư Vân dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Định Viễn, đã nhiều ngày trong thành đại loạn, chết rất nhiều người, huynh có biết bọn hắn chôn ở nơi nào không?" Ngũ Định Viễn thấy hắn thần sắc trở nên vô cùng kỳ dị, càng âm thầm kinh sợ, vội khuyên nhủ: "Triều đình đại loạn, đệ không được làm chuyện ngu xuẩn." Lưu Vân nhàn nhạt nói, chuyện này đừng nói nữa. Huynh nói cho ta biết, những thi thể kia chôn ở đâu. Ngũ định viễn hít một hơi thật sâu, nói, tất cả những thi thể oan uổng vô tội đều được chôn ở gần thổ Nhi Sơn. Lưu Vân không tỏ ý kiến, gật đầu liền rời đi. Dương Túc Quan từ trước đến nay khôn khéo, nhìn thấy thần sắc của Lưu Vân, làm sao không biết hắn có ý cướp mục, hắn đi lên ngăn cản, lạnh lùng nói, Lưu Vân người không vì chính mình, không vì hầu gia, cũng phải vì cổ tiểu thư mà nghĩ cho kỹ. Nếu người nhất quyết làm theo ý mình, muốn lộng hành đến mất chức bỏ mạng, người muốn thiến hề sau này phải sống sao? Dương Túc Quan luôn cư xử ôn hòa, nhưng lúc này lo lắng cho tiền đồ của Lưu Vân, nói chuyện lại là thái độ khác thường, ý giáo huấn rất là rõ ràng. Lưu Vân nghe được lời này, lại thản nhiên cười, liếc nhìn Dương Túc Quan nói, dù sao còn có Dương Lang Chung, có đại họa gì, ngươi cũng có thể bảo hộ nàng bình an vô sự, không phải sao? Dương Túc Quan biến sắc, lùi về phía sau hai bước, kinh ngạc nói, "Ngươi? Ngươi nói cái gì?" Lư Vân lắc đầu, nói, "Không có gì." Ta đi trước một bước. Nói rồi xoay người rời đi. Bông tuyết đang bay, Lư Vân đã đi xa. Trên mặt đất chỉ có hai đường dấu chân của hắn trong gió lạnh tuyết rơi, tựa hồ hắn cảm thấy rất cô đơn. Dương ngũ hai người nhìn nhau, đều thở dài. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.